Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 13. Budget, not pigeon noun. Citizen, not pigeon noun. Come along, not pigeon verb. Scram, not pigeon verb. Cyclist, not pigeon noun. Elevation, not pigeon noun. Embassy, not pigeon noun. Ferry, that pigeon noun. Homemade, that pigeon adjective. Homestay, that pigeon noun. Landscape, that pigeon noun. Look, that pigeon noun. Mainland, that pigeon noun. Plantation, that pigeon noun. Plato, that pigeon noun. Refresh, that pigeon verb. Road, that pigeon noun. Splurge. Slip. Stick. Toolkit. Hello, everybody. Okay, now we learn unit 30. Crossing the border to Laos. Cross the Chlong Kat. Crossing ការឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសឡាវនៅក្នុងមេរៀននេះគឺគោលបំណង discussing plan and prediction about future trip ហើយនឹងអូននឹងយល់អំពីក្បួនសម្រាប់ការបង្កើតការសម្រេចចិត្តអនាគតមានពាក្យ will going to អញ្ចឹងបងនឹងយល់ច្បាស់នៅក្នុងមេរៀននេះបាទចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតាមអស់គ្នា Crossing the border to Laos I'm going to bicycle Southern Swing ខ្ញុំនឹងទៅជិះកង់ទៅ Southern Swing Unscribble the letter to make correct word then write them in journal book ចឹងបងមើលអ្នករូបនេះវាជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសម៉េចតែចាពាក្យនេះយើង unscribble វាសិនណាតើវាជាពាក្យអីគេអានេះក៏ចឹងដែរណាតើពាក្យនឹងអីគេបងមើលមកអាចនេះក៏ចឹងដែរណាវិបត្តិចិត្តឯថាវិការអញ្ចឹងនេះអីគេភូលឬក៏មិនអានេះគេណាបងអាចមើលពាក្យថ្មីកាលពីយើងរៀនតាមដំបូងមេរៀនបងក្លេទៅមើលឲ្យយើងរៀនពាក្យដំបូងមុនចូលមេរៀនណាបងអាចដឹង Listen and answer the question How long is Wuti going to be in Laos? What will Wuti do if he has a flat tire? What will Wuti do if he had a flat tire? Have a flat tire នេះគឺបាយកង់តើវុធីនឹងធ្វើអីបើសិនគាត់បាយកង់Listen and answer the question. ចឹងបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Tape script 10.30.1 Hey, Bisa. I'm going to travel through Laos during school break. Would you like to come along? I don't know. How long are you going to be in Laos? I'm going to be there for 15 days.How are you going to travel around? I'm going to ride my bicycle. Your bike? That's crazy. What will you do if you can't make it? No worries. The most I'm going to bike is 80 kilometers each day. I will take a break when I get tired. What will you do if you have a flat tire? No problem. I'm going to be carrying a patch kit and a few tools. I will be able to do most of the small repairs on my own. Let me think about it, and I'll let you know later. Okay.I'll come over to your house tonight, and I'll tell you more about my plans. Okay, see you tonight. End of tape script 10.30.1 Listen again. Are the statements correct or incorrect? Write the sentences in your notebook. Correct the sentences that are incorrect. 1. How long are you going to be in Laos?I'm going to ride my bicycle.
The most I'm going to buy is 18 kilometers each day. I won't be able to take care of most small repair on my own. I'll come over to your house tonight and I'll tell you more about plan. Chúng bốn ai sắp mà xa tiết hay đã thịt gọt là ví dụ nó mất. Rule for making future decision. Các bốn xâm rạp ca thuở ca xâm rạp chất ảnh ạc cốt. We can talk about decisions. Dương ai nì dây ẩm pi ca xâm rạp chất ảnh dương bàn thuở ẩm pi ảnh ạc cốt. Đời pra bị will có bán, rư có going to có bán. We use will, dương pra bị will both infinitive to talk about. Đồng bây nì dây ẩm pi ca xâm rạp chất ảnh ạc cốt. Để thua láng nó ai bếp cầm bông như vậy. I will come with you. Khi ông nâng mốc chì mùi nhạc. He won't go with us. Won't mà bị will not. Quát nâng tấu chì mùi dậy. What will you do if you see a ghost? Ta nẹ nâng thua với bà sân mà nẹ khơi nhạc mỏi. Chụp khó mỏi. Và. We use am is are plus going to plus infinitive. Nếu bê đa nữ dây ẩm pí ca xâm ra cho anh à cốt. Để thua láng môn bê dân nữ dây từ tiệt. Mê ra dân kết tục một. Bỏ viên lý cứ phliêm phliêm nữ bê nữ dây. Ca xâm ra chết cồm đó phliêm phliêm nữ bê nữ dây. Bỏ gửi thú cứ dân kết tục một. I'm going to study hard this year. Khi nhóm nâng không riêng nữ chân này. He's going to stay home. Quát nâng sẵn lập tiết nọ một lòng ngay holiday. What are you going to do? Ta nè nâng thua với nó ngay trong sắp ra này. Chứng look at the type script nó tổng bộ nó buồn rồi áp bì rồi sai sắp ra. Find two examples of will used for spontaneous decision. Mì đề thà ca xâm ra chất đài mần miên ca kết tục môn á. Đài cắt lăng đòi cái hào thà dẫn thà xoay dập hụt. Cứ việc cắt lăng rồi ai ai. Nó bây giờ ngập bụng như vậy nâng. Chứng ông lấy hào thà spontaneous decision. Mình ra ca xâm ra chất đại cạc lãng đòi dạ thà xoay dập hụt. Find two examples. Rốt ẩn tì hò bí nì bị going to. Để trò bàn kì bà xâm ra ca xâm ra chất đại cổ tục. Chứng bụng ai mơ nâng tổng bộ nâng. Complete the conversation. Bụng bênh ca xâm ra nế đại bà biệt. Tùm rung trăm trâu này tiệm will hai nâng going to. Bishop. Ok. Tell me about your trip plan. Ok. Prap nhóm ông pi cùng rung. Plan cùng rung ca thua đồng ná. Rồi bỏ nè. How you get to Lào on your bicycle. Ta lại nâng dừng pra tùm rung ảnh. I look at a map and it over 300 kilometers from here to the border. From that, I know I'm taking a bus through Stung Trang to the border. I'm starting my ride at the border. I ride a light loop called the Southern Swing. How much money do you budget for your trip? I'm going to budget about 80,000 riel a day, but I don't think I spend that much each day. Guest house room only costs around 8,000 riel. If you come, we can share the cost of the room. I'm budgeting a little more if I have a big problem than I. Have money to pay for it. What about a visa? Will you have to go to the embassy in Phnom Penh? I need a visa. A citizen of an Asian country, we can travel without a visa in other Asian country for up to 30 days. How far by each day? My entire road I map out is 600 kilometers. I only ride 60 to 80 kilometers a day. I'm also going to take rest and exploration days.
Then you come with me. I think it is going to be a lot of fun. Okay, I do it, but I think it will be really difficult. Chẳng tùm rong nó bồn ai bùm bình bản thế. Crossing the border to Laos. It gonna mô nâng bà biết thằng cô yên thú á, gonna nó. Viên nâng cư chì ca thua rùm ná rồi cô chạp à mùi. Crossword puzzle. Complete the puzzle with the word from the box random in the notebook. Homemade gram elevation, homestay, refresh, landscape, plantation, plateau. Chúng buồn ai mơ dùng này tầng ổn lý hơi vô biển mà đặt đi. Read and answer the question. Án hai đường slide xung lù. Day 1. Cambodia Laos border. Phrom Danh, Campuchia Laos. This is our first long journey. Ní cứ chì ca thua rộm nà đầu quê nhầm bốn rồi bỏ dường. Đòi ca chì cấn tâu bà tết mùi xình thiệt. I am going to ride. Phiom nâng. So xế block mùi. Chì rừng rộng này. Block nó mình thầm mách bốn dường lên. Nó không xa internet. Every day. I hope phim sang khâm nập bê đầy dân xâm rạc chi chẳng thế này. Day 2. Part 2 phone lạc. Vì sất hai nâng khiếm đừng xâm bài rời điện. Have a great time. Dương ban chi con chẳng chiếc mềm mồi rồi kì lô chiếc. Rồi dài. Hai vi cứ chật ngay tì bì bò dương bà nọ. Ní nâng cứ chì ca thua rộm lá ra cua chạp ảnh. Dương nước tờ lên Wat Phu. Ngày nè. Có bản tác ban xâm ra chất mình thua viên là lại thề. Instead. Chúng lúc mình. Ước tôi tụi mình. Dương nâng chi. The loop first. Mình là dương nâng chi chung mình. Tâm bồn. We are going to stop. Dương nâng chúc nó tin đúng. Nó lơ plow được bà dương tờ lọp tờ prom lạc. Dương nâng xâm ra. Rịa bê mới thay ngay nâng bê đầy dương một đó. Pase. Day 3. Pase lao. The rest day. Thằng ngày đàn nó xo lắm. Cứ chỉ thằng ngày đàn là o. Chương rồi bao dưỡng. Cứ bị refresh. Nó bị sọc sài. Sắp thằng ngày ní. Thằng ngày ní. Dương đừng chập đám. Làng nông. Bồ là văn. Là tổ. Dương đừng làng. Bồ là văn. Là tổ. Plateau nó mới ra cái phong riếp á, nó đồng bọn phong riếp plateau, mình là nó mới climb up, nó cứ là. This morning, bật ní nào ai hạ bê bật vì sật bàn dây thá, vì cứ chì cầm đất đó là o. Cầm đất đó là o, nó mới như mối đầm bay chạy tức, mà đọt tức, đại miên tức đốn. Hai nâng tính lại chạy khá. Vì bố viên nâng chui ở chương là bao dương nâng cư mình scram. Scram nâng mê đi thao rồi mua lập bờ scram. À mua lập bờ. Dương vô sọ nô dục nô. Nô bê đà dương tọa đo ta lù. Nông liệp bê ơn bì bệ thang ấy. Dương nâng thua mê đi thao dương nâng nô tiết. Đâm bay mơ nâu ai. Chỉ vật chân chết lào và chẳng thế này. Chẳng là nó nắng, mà tuần này chẳng mơ với chân chết lào cái thơ ấy khác đầu đồng bọn kế năng. Day 6. Ta lưu lạc. Ôi đồ tụ bây chìa viết cư chìa pram rồi mệt. Mày là lần pram rồi mệt lâu chân đã. Đây giờ dương ta, đây giờ elevation nó ngạc được dương làng lơ quá. Elevation làng lơ cú pram rồi mẹ vì sất hai nửa khiom nâng cư thua viên là tinu bê đà là ôm đà sơ bài vì thua dương nâng cư chùm lại bê mùi thang ngay gần là 1.5 day when we roll into town yesterday nâng bê đà dương tôi không nông tì krong mà xô mình
mình ai lọc khi mơ nó ai bị sật hai đi dây khi ông nâng mình ai chi dạ bê dàng hỏi nó mùi thường ngày he smile quật nhớ nhầm hai ba đi dây quật lọ we will stay here dương nâng lâu tí nu nào ai ba má pap homestay and hang out hai nâng lê nào ai Talu what to for the clap talu. Enjoying the beautiful landscape, đòi bình chất nâu ở tế xếp đó rõ ràng. Landscape nó mới ra tế xếp. Chuyện này dụng ní, bà mà bạp nì dây thả, niên nâng thua ở dưỡng nâng nâu à ha, tam bài bà bình nì làm. Bọn tố bì nhằm, nước đồ súc, hà bò, lào lắm, nước đồ súc lắm. Sầm rạp cổ bà hà tặng ốc nô tạm lâu. Khi ông lần rửa bài đi nằm bài nhắm nái hô mẹt bì là hà để thuớ đò lọ hô mẹt nóng trong dễ tha hà để thuớ nó khăn ông sọc á thuớ nó khăn ông sọc nóng nằm bọn nâng Day 7 Tomorrow ngày sáng chương lần trên nằm là tàu Ozone Bolivar Farm A local coffee plantation plantation nó cứ mình đi thà chùm ca đầm năm cà phê có nông đầm bọn dương nâng chùm lại bê bì bì màu chùa đời đa lên cả giữa tháng này nâng mơ bì được biếp đai cà phê nó kì thừa cho nà được biếp đai cà phê kì đam nhìn mạch còn tốt máu viên nâu ai bạ sùng dạ bê là xùm rạp ca xùm rạ nâng bì tháng ngày dương nâng tàu dương nâng pra pê vỉ lìa đầm bầy mơn tật thẹt chỉ tràn đại việc crop and lọc nó không đồng bọn nặng những bậc sân bồn đập ở bán bồn ai mơ cái này nâng rụ bọ sạc mấy cái lòng rụ bọ đẹp đọc ấy mơ unscribble the sentence and use question word from the box write the full question in your notebook who, what, where, what, when, why. Example, do they, to, every, would he not going. Chẳng dừng ai xua thả, what is, would he not going to do every day. Chẳng phụ ai riêng bịa từng ổn lắng, chân chìa bởi dụng. Xua, bằng cách bàn thế ổn. Ai sẽ xê cho rằng nó phô bọc ổn mất. Read again. Answer the question about with a partner. Write your answer in the notebook. Write a short paragraph about what you are going to do next week. Include one or two sentences stating what you will do if you have a problem. Example. I am going to go to the beach in Sihanoukville next week. We are going to stay for 3 days. I am going to build a sand castle. Sand castle là sát phương bị đếch sát nhé. And eat seafood hay nâng nhà mà hà nâu sầm mật. Hà sầm mật. With my family chỉ mùi nâng. Cứu xa rồi bọc nhộm. I am going to go fishing. Nhóm nâng tàu sưu trái. Chỉ mùi nâng bốn bọc tôi rồi bọc nhộm. And swim hai nâng hai tức nâu khăn sầm mật chỉ mùi nâng ba rồi bọc nhộm. If it rain và sân bị phía dương nâng tàu bộ cô mòn chín hai nâng tàu đa lên bấy chùm lùa vệnh instead nâng chùm lùa tùy đi coi chùm lùa hãy nâng instead chùm lùa will be careful dương nâng prong bị giặt careful prong bị giặt match the word in the box with the correct picture stick splurge mainland ferry cyclist chứng phụ ai mới ta stick nó mini thông mạch việc splurge nó mini thông mạch
ແລະຈໍາຫນາຍໃຈຈານເລືອກປີທໍາມະດາຈັ່ງແມ່ນແລນມີໃນຕໍາຫມິດແມ່ນແລນຕໍາບອນໃດເກຕໍາບອນໃດໂກເຟຣີນັ້ນຄືສະຫຼາງໄຊໂຄເລນະຈີກອງ Listen and answer the question. How far have the boy ridden? How will they get to water falls? Chừng chăm sóc từng ngóc nía. 10.30.3. Hello. Hi, Mom. Pati, how are you? Is your bicycle journey going well? Where are you? I'm doing great. Yes, the journey is going well. We are in Park Song. How far have you and Bisset ridden? We have ridden about 300 kilometers. Will you take a break soon? Oh yeah, we will take the next 2 days to rest and check out some waterfalls. After climbing a steep hill that rose 900 meters in elevation, we decided we deserve one. Yesterday we toured a coffee plantation. Then we rode here to Park Song. Will you ride around on your bicycles to see the waterfalls? No. We agreed that we'll stay off the bikes for those 2 days and let our bodies rest. We are going to hire a remote driver to drive us to visit the various waterfalls. Well, you boys be careful and keep me updated with your progress. We'll be careful. Bye. Listen again and complete the sentence with the word you hear. Write your answer in your notebook. Phone mở bị lệnh môi đã lệnh phần môi. Chúng phone chăm sạp tape script này hãy check mở tập ổn nó vùng bình trao ổn. Tape script 10.30.3. Hello. Hi, Mom. Pati, how are you? Is your bicycle journey going well? Where are you? I'm doing great. Yes, the journey is going well. We are in Park Song. How far have you and Bisset ridden? We have ridden about 300 kilometers. Will you take a break soon? Oh yeah, we will take the next 2 days to rest and check out some waterfalls. After climbing a steep hill that rose 900 meters in elevation, we decided we deserve one. Yesterday we toured a coffee plantation. Then we rode here to Park Song. Will you ride around on your bicycles to see the waterfalls? No. We agreed that we'll stay off the bikes for those 2 days and let our bodies rest. We are going to hire a remote driver to drive us to visit the various waterfalls. Well, you boys be careful and keep me updated with your progress. We'll be careful. Bye. Chúng tôi chăm sóc thêm đấy làm bay tiền toàn. One, will you take a break soon? Two, we are going to take the next 2 days to rest and check out some waterfalls. Three, will you ride around on your bicycles to see the waterfalls? Four, no, we agreed that we will stay off the bikes for those 2 days and let our bodies rest. 5. We are going to hire a remote driver to drive us to visit the various waterfalls. 6. We will be careful. Biết tha take a break nó mình nên là chụp xong ra. Chúng ta kể ra biết tha have a break nó dừng chụp xong ra. Để dừng riêng a break, rồi gọi là have a break, chụp xong ra, chỉnh lề nhé. Bởi vì rest rest nó cứ xong ra, và dừng xong ra để cho dừng nó rest. Và sân ôn sập ở bán ôn ai sập xa lần với nhé, đảm bảo ông bây giờ bán trầm trào. Match the sentences about with the explanation below. A plan made before the moment of speaking. Cầm rộng để thua láng môn phê nì dây. Chân cầm rộng để thua láng môn phê nì dây. Và sân dương nì dây bì ca pra tùm rộng vĩnh cư dương pra gô yên thùng. Ca xâm ra chất đài thua láng nó ai phê cầm phô nì dây. À nâng dương pra tùm rộng biệt vĩnh.
Use which word you hear. Chúng ta ôn chăm sẽ đọc. Mở. Script. 10.30.5. Hi, Mom. It's me again. We are in Sukumar now. But hey, it's so good to hear from you again. When are you going to visit Wat Pho? We already have. We visited it today. I have now seen 110 Khmer temples. So you and Bisset are going to start cycling home tomorrow? Well, sort of yes and sort of no. What do you mean? We met a couple of other cyclists at Wat Pho and they told us we can ride through the 4,000 islands from Wat Pho. Bisset and I looked at a map and figured out a route that we are going to take through them. There is either a bridge or a ferry at each water crossing. What will you do? Can't get across the river? Bisset and I talked about that. We made a decision that if there is no bridge or ferry, we will hire a boat to take us across the river. We have spent so little money on this trip that we can splurge a little bit. I hope you are correct in your planning. I think we'll be okay. The map we have shows that there is a road that runs all the way along the Mekong River to where Dong Hong begins. Once we get on the island, we know there are definitely places where we will be able to get across to the next place. We are going to spend 2 days exploring the islands, then we are taking a ferry to Van Nakasong on the mainland and continuing to the border. I'll be happy when you both return home. I know. We are going to be home in 3 days. Don't worry. I love you. I love you too. Be careful. Bye. Bye. Sus day mat. Vi kư chi khnyom mdaong tiet hai. Jeung nou Sukuma Elonia. Puthi vi lo na dam bai tatu lomnang pi neak mdaong tiet. Ta neak nang ta jeung yo tamrung ai ke pon sdap mai nyo. Ta jeung ta neak nang to leing Wat Pho te. Jeung ban tau hai ai, jeung ban to leing vi ka pi thngai ni. Ai lou khnyom ban khoeng prasat 100 đọc khmer. Để chứ nét ta nẹ hai nâng bị sật nâng chạm đam chỉ còn tập đẹp với nhân thân giải rứ và son ở dẹp trong đám vật phết dẹp vật phết nô kì chlòi đầy dẹp rứ gần nô. What do you mean? Ta nẹ mình đây dàng mạch đá. Vì mệt dưỡng ban chuộng nẹ chỉ còn là tây thiệt bị nẹ lào ai Wat Pho hai phố kế ban prap dưỡng thả dưỡng ai chỉ cắt 4,000 island vì này thả si phân đồn vì Wat Pho vì sách hai nâng nhóm mơ phân tì hai nâng đặt chùm lệch đau chùm lệch plow muối đại dương nâng chỉ cắt phù vỉa miên spiên muối phong đài rưu có xà làng muối phong đài nâng nào ai ca chlòn cắt tất nguồn muối trong như thay dương ai chlòn đòi spiên cỏ bát rưu có đòi xà làng cỏ bát. Ta nẹ nâng thua ấy bà sân bà nẹ màn ai chlón cắt tình lê nâng. Vì sật hai nâng khiếm lì dây ẩm phì rừng nụ. Nhưng bàn thua ca dùm ra chật mùi thà thà ta miên spiên rư gò xà làng ọt. Dương nâng chuột tụt mùi đặt dương chlón cắt tình lê. Dương bàn chùm này lời tích tuổi từ lời viên nâng. Ta thua đồng lá nị. Đại dương ai splurt a little bit. Splurt a little bit mình nâng thà dương chùm này chả ra nâng. Rồi dựng ai chùm lại cho đạo nạp tích. Chúng xin công tha nẹ nó cứ trông trao nắp nó không cùng rô rô bọt nẹ. Nhưng cách tha dựng nâng ok, going ok. Phải tì đài ban đài miên bằng hành tha miên lâu muối đài vì rốt cặp nó lâu thật ốc ta mà đòi tình lê mê cống. Tì gần lại đài đông cung ban chập rạng. Vì muốn dương ban tổ đo island có dương đăng tha miền cần lại mùi cho bà cần lại để cho bà luôn thì cần lại để dương nâng ai cho nó cặp lâu cần lại mình tổ tiền dương nâng chùm lại tê bì ngay là rụt rột nó có nâng mình tổ mốc dương nâng chi xà láng tàu bánh nà dòng lâu là mòn đầy cốt hay bánh to tàu và tuôn lan vinh. Khi nhóm nâng sợ bài chất nó bề lẹ tăng phí tự lọc một tiệc quên.
Nhóm đăng thay dưỡng nâng tờ lọc một tiết nông liệt về bấy ngày công bà rộng khiêm sở lãnh nè. Khiêm sở lãnh nè đài mãi con cái giấy kia. Vì kia full bài bài. Bà sân phô ôn đạp cả bọ phra toán phô ôn ai mơ xa lòng mấy nằm bầy ở đăng thả bọ bán. Bọ phra bán rưu gọt ọt. Chân đi cư chơi game kế. Future board game start. What are you doing after this class? Will you eat out this weekend? How are you getting home today? Miss the turn. Are you going on holiday soon? Where else? What are you going to do tonight? What are you having for dinner tonight? What are you doing tomorrow? Go back to place to spaces. What are you going to wear tomorrow? Are you going to watch TV tonight? What? Where are you going to go this weekend? Move forward to spaces. How will you celebrate next May New Year's? What are you doing this weekend? How will you celebrate your next birthday? Go back to spaces. Ní cứ chia kèm mũi để xa. Cứ thọt video chẳng cứ mình ai ở ôn lên kèm đi bàn thế. Và xong ở cốt bộ bố để bàn chẳng lại về với lý mơ video là cứ bị đạo nó đã chọc. Hay video này cứ phần lật lá nằm bày chui bộ bố đã riêng sau bộ ai. Mở video lục rú làng quýnh ở bây đẹp hôn tờ lọc mọc bì xà lạ. Bố lại mở bây nát các bạn. Goodbye.